làm những cái điều nó quá đáng ấy, thì em không thể bảo vệ chị Hằng được. Không bao giờ em bảo vệ được, đúng không cả nhà? Đấy, mình luôn luôn bảo vệ cái đúng, bảo vệ cái tốt đẹp, bảo vệ cái tích cực, chứ không ai bảo vệ cái sai. Không, không có đâu, đúng không cả nhà? Các anh, các chị, các bạn cũng như em thôi, đúng không? Yêu quý chị Hằng, tôn trọng chị Hằng, đó là những cái việc tốt của chị Hằng làm. Chứ không phải là mình yêu quý chị Hằng là chị ấy cho mình 500 hay 1 triệu. Hay là mình nhờ chị ấy giúp đỡ mình cái gì, có nhờ cái gì đâu, đúng không? Mà chị Hằng chị còn chả biết mình là ai cơ. Chẳng qua là anh em mình chia sẻ, nói chuyện với nhau ở trên mạng này thì biết nhau thôi. Chứ chị Hằng chị biết cái thằng Bùi Trung Hiếu này là thằng nào đâu, đúng không? Để mẹ có khi đến chết thì mình chả bao giờ ngồi bên cạnh chị ấy, đúng không? Chị ấy chả biết mình là ai cả. Nhưng cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Quan điểm rất rõ ràng, đúng không cả nhà? Đấy. Chị Hằng chị ấy đúng với người dân, nhưng mà sai với pháp luật, chị vẫn phải đi tù đấy mà. Làm gì có ai đi tù thay chị ấy đâu, đúng không cả nhà? Cho nên là đúng, sai là sai. Cái gì mình ủng hộ là ủng hộ, cái gì không ủng hộ, dứt điểm là không ủng hộ. Quan điểm nó phải là lét căng đét, đúng không cả nhà? Em chào cả nhà nhá. Em cảm ơn. Em cảm ơn tất cả các anh, các chị, các bạn, các em, các cháu ở mọi vùng miền của Tổ quốc, kể cả đang làm việc ở bên nước ngoài. Đấy, luôn luôn nghĩ những cái điều tốt, tích cực và cầu chúc cho thầy Thích Minh Tuệ và chị Hằng luôn luôn có một cái sức khỏe nhá. Đấy, cái sức khỏe là cái quan trọng nhất. Đấy. Em cảm ơn cả nhà. Chào Phong Duy nhá. Chào Trương Công Tiến. Chào Nguyễn Hoàng Tâm. Chị ấy vừa mới ra trại xong một phát ủng hộ phát 20 tỷ. Em nói thật sự với cả nhà chứ. Nghe đến câu 20 tỷ em nói thật sự với cả nhà. Có đùa đâu mà. Không phải là tuyệt vời mà nó là quá đẳng cấp luôn. Chị ấy toàn làm việc tốt thôi. Em nói thật, chị Hằng chị toàn làm việc tốt thôi. Tốt thật, mình phải công nhận chứ. Cảm ơn Ngọc Sáng nhá. Cảm ơn Thanh Sang. Ở trên TikTok cả nhà yêu ạ, ở trên đường live TikTok đấy, bao nhiêu người xúc phạm đến chị Hằng, nhưng Bùi Trung Hiếu vẫn nhất nhất như một, vẫn tôn trọng chị Hằng. Bởi vì sao? Bởi vì đây nó mới chỉ là mở bài nhá, chưa đến thân bài và chưa đến kết luận. Cho nên là mọi người đừng có quy chụp chị Hằng, cho chị Hằng là người xấu, cho chị Hằng là người xúc phạm thầy Minh Tuệ. Chị Hằng chỉ có xúc phạm thầy Minh Tuệ đâu, không phải đâu, nhầm, hoàn toàn nhầm, hoàn toàn nhầm nhá. Chị Hằng là chưa xúc phạm thầy Minh Tuệ nhá, chưa xúc phạm, hoàn toàn chưa xúc phạm luôn. Em cảm ơn cả nhà. Có những kẻ xấu cả nhà yêu ạ, nó cứ luồn lách vào. Có những kẻ xấu ấy, nó cứ luồn lách vào, nó dương đông kích tây, nó cứ đổ thêm dầu vào lửa, nó cứ làm cho cái câu chuyện nó to ra, hiểu chưa? Đấy, nó cứ bảo là chị Hằng như thế là không được, nó cứ bắt lỗi chị Hằng, hiểu chưa? Nó bảo chị Hằng như thế là không được, thế là bắt đầu là bọn nó cứ a dua, thế là người này xúc phạm chị Hằng, là người kia xúc phạm đến chị Hằng. Đấy, tức là kiểu có một, chỉ cần có một đứa xấu thôi, đúng không? Đấy. Từ đầu live đến cuối live nó cứ bảo là chị Hằng nó cứ bảo là chị Hằng bảo là quốc thầy Minh Tuệ không chuyển phát nào. Tức là chúng nó ám chỉ cái câu nói đấy. Từ đầu live đến cuối live nó cứ nhắc thế. Nó bảo là chị Hằng bảo là quốc thầy Minh Tuệ không chuyển phát nào. Thì nó thay vì cái câu đấy, nó chỉ cần đổi cái câu đấy thôi, thì nó rất là tốt đẹp, đúng không ở nhà? Cái câu đấy là câu cố tình ám chỉ, câu đấy là cố tình để gây rắc rối. Em nói thật như thế, mình dùng cái điều tích cực đi. Bây giờ em nói cả nhà thông cảm nha, nếu ở ngoài đời, bây giờ ví dụ thôi, không phải là chị Hằng, không phải là thầy Thích Minh Tuệ, chỉ cần hàng xóm nhà mình hoặc ở ngoài đời thôi, có
có hai người chuẩn bị vào đánh nhau thì thôi, không cần biết ai đúng ai sai, mình phải can hai bên đi, vui vẻ, đúng không cả nhà? Đúng không? Chẳng nhẽ mình đến mình bảo ồ cứ đánh nhau mẹ đi, mẹ mày một là sống hai là chết, đúng không? Tức là bây giờ nhá, Bùi Trung Hiếu không nhắc đến chị Hằng, không nhắc đến thầy Minh Tuệ nữa, đúng không? Anh em mình đi ở ngoài xã hội, ngoài đời thôi, thấy hai người nhảy vào đánh nhau thì bây giờ mình không cần biết ai là người đúng ai là người sai, nhưng mình cứ can đã cho mọi người về đi, hoan hỉ vui vẻ, đúng không? Chứ mình đến mình bảo ủi hai ông đánh nhau đi, mẹ tôi ngồi tôi đánh trống tôi thổi kèn cho, đúng không cả nhà? Các bác hiểu hiểu ý em Hiếu nói không? Cả nhà đã hiểu ý em Hiếu nói không? Cứ đổ thêm dầu vào nửa, cứ kích động. Cái kích động mới là cái nguy hiểm. Em nói thật với cả nhà, cái kích động mới là cái nguy hiểm. Thầy Minh Tuệ không thể so bì với chị Hằng được. Chị Hằng không thể so bì với thầy Minh Tuệ được. Hai lĩnh vực nó khác nhau hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn. Nếu so bì nhá, chỉ có so bì doanh nghiệp với doanh nghiệp. Tức là bây giờ một doanh nghiệp so bì với chị Hằng, ok, ví dụ như thế. Hoặc là thầy Minh Tuệ so bì với lại các thầy chủ trì ở các chùa thì được, đúng không? Chứ thầy Minh Tuệ không thể so bì với chị Hằng được. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Mọi người phải hiểu cái đấy, phải hiểu cái đấy. Em cảm ơn anh Hoàng Hải nhá. Em cảm ơn cả nhà. Em cảm ơn cả nhà. Em chào anh Tiến Hoàng Vũ. Chào Hiền Hoan nhá. Em cảm ơn tất cả các anh, các chị, các bạn. Vâng, em cảm ơn. Chào Bích Hương nhá. Mấy ngày nay trên mạng xã hội loạn xạ. Loạn xạ là có một số kích động đấy Thủy ạ. Tức là có những người yêu quý thầy Minh Tuệ, có những người yêu quý chị Hằng, thế nhưng mà nó lại còn một cái số đối tượng là nó nhảy vào nó kích động. Nó kích động. Đấy. À, nó cứ đổ thêm dầu vào lửa để cho nó bùng lên, để cho cái câu chuyện nó to ra. Thấy chưa? Đấy. Những cái câu nói tốt của chị Hằng ấy thì nó không nhắc. Đấy. Nó cứ bắt lỗi. Nó bắt lỗi chị Hằng là những cái câu nào mà cái kẽ hở nó soi. Tức là nó soi. Những cái câu nào mà chị Hằng ấy, cái kẽ hở ấy, là nó cứ lập đi lập lại. Nó như một cái đĩa vấp ấy. Đấy, thế là mọi người cứ tập trung vào cái câu nói đấy thôi. Cả nhà hiểu chưa? Đấy. Đấy. Sợ nhất là sợ cái bọn kích động này. Nó không giúp được dân. Nó không làm được cái điều tốt nhưng mà nó phá đấy. Nó lợi dụng vào cái việc này để nó phá. Phá đám đấy. Phá đám đấy. Em cảm ơn anh nhé. Chị Hằng chị ấy vừa ủng hộ anh 20 tỷ. Sao mấy hôm nay chả thấy ai nhắc cả? Sao mọi người cứ nhắc đi? Ôi dồi ôi, chị Hằng chị ấy vừa ủng hộ 20 tỷ. Sao lại cứ nói đi? Nói thật tốt đi. Đúng không? Sao không nói? À. Mà lại cứ nói là chị ấy quốc thầy Minh Tuệ không chuyển phát nào. Thì thay vì cái câu đấy bảo chị ấy vừa ủng hộ 20 tỷ đi. Đúng không? Đấy. Yêu quý cả hai nhỉ? Dạ vâng ạ. Vâng vâng. Ai cũng đi tu thì lấy tiền đâu giúp đỡ người nghèo. Đúng rồi. Mẹ, em nói các bác thông cảm nhé. Có những cái thành phần ấy, xấu hơn chị Hằng, nghèo hơn chị Hằng, ngu hơn chị Hằng, mà cứ ngồi ở trên mạng từ sáng đến tối để nói xấu chị Hằng. À, xấu hơn chị ấy này, nghèo hơn chị ấy này, mà thậm chí còn cả ngu hơn chị ấy này. Nó rảnh không có việc làm, cứ ngồi ở trên live suốt cả buổi sáng, suốt cả buổi chiều, thậm chí là cả đêm cơ. Cứ để nói xấu chị ấy. Mẹ, sống con người nó ác độc nó vừa thôi, đúng không cả nhà? Mình phải để lại một chút tình người. Nha, con người là phải có lương tâm, phải có một chút tình người. Ác độc khẩu nghiệp.
Em nói thật với cả nhà, như ở viết nước Việt Nam này chỉ cần có khoảng độ 6 người như chị Hằng thôi thì nói thật sự với cả nhà quá tuyệt vời luôn. Những anh nào mà hối lộ, mà bóc lột tiền của nhân dân, mà làm những cái điều phi pháp ấy là chỉ có chết thôi. Và những người nghèo tim bẩm sinh hoặc là những người nghèo mà bị thiên tai nhá, thì khẳng định luôn ấy là đỡ được phần nào sẽ hạnh phúc được phần đấy. Đúng không cả nhà? Tức là trong nước Việt Nam mình chỉ cần 6 người như chị Hằng thôi. Em nói thật, đỡ được nhiều chứ. Đúng không? Đỡ đồng nào hay đồng đấy. Đấy. Bây giờ thiên tai mất hết tất cả. Nhà cửa quần áo chăn màn hết sạch sẽ, chả còn gì, còn mỗi hai bàn tay trắng. Nhà nước hỗ trợ. Bây giờ chị Hằng thì chị cũng hỗ trợ. Cuộc sống nó là thiết thực. Đúng không ở nhà? Bây giờ bột canh nhá, đi mua cũng phải mất tiền. Điện dùng hàng tháng nhá, cũng phải đóng tiền. Không đóng tiền ai cho thắp điện? Đúng không cả nhà? Con đau con ốm, đúng không? Chồng đau ốm cũng phải ra mua thuốc. Thuốc nó là tiền. Nếu còn đâu nó là tiền, nếu cuộc sống bây giờ nó phải thiết thực. Nó phải thiết thực. Đấy. Bây giờ hai bàn tay trắng hết sạch thì sạch, không còn gì nữa. Bây giờ nhà nước ủng hộ, ví dụ như là Hoàng Hường ủng hộ, chị Hằng ủng hộ, Manisa ủng hộ. Một miếng khi đói bằng gói khi no, đúng không cả nhà? Để vượt được qua cái tầm đấy thì mình mới có sức khỏe, thì mình mới đứng dậy, mình mới vực dậy được. Đấy là cứu nhau còn gì nữa, đấy là giúp đỡ nhau còn đâu nữa. Em cảm ơn cả nhà nha. Ok Phương Thảo. Ok Nguyễn Ruby. Em cảm ơn cả nhà. Nhiều người ấy, lên mạng không dám lên tiếng. Lên tiếng thì sợ kiểu bị ấy. Bị kiểu các anti-fan ấy. Tức là lên tiếng bị các anti-fan ấy quay kiểu như sợ. Nhưng mà với em nhá, em chả có sợ gì cả. Mình không phải lịnh ai cả. Có sao nói vậy? Phân tích đúng chuẩn, công minh, công bằng. Đấy. Không bao giờ có cái chuyện một là đổ thêm dầu vào lửa, hai là phải theo phe này để chiến đấu phe kia, theo phe kia để chiến đấu bên này. Đấy. Hai người tốt không thể chiến đấu với nhau được, đúng không cả nhà? Đấy. Thầy Minh Tuệ là người tốt, là mình phải bảo vệ thầy Minh Tuệ. Chị Hằng là người tốt, mình phải bảo vệ chị Hằng, đúng không? Đấy. Chứ mình không thể bảo vệ chị Hằng mà để mình xúc phạm thầy Minh Tuệ. Hoặc là không thể bảo vệ thầy Minh Tuệ mà để xúc phạm chị Hằng. Thế bây giờ nhá, bảo tôi là hâm mộ thầy Minh Tuệ, tôi là con nhang của thầy Minh Tuệ, mà cứ đi chửi người khác. Thầy Minh Tuệ, thầy không có dạy cái điều đấy nhá. Đã yêu quý thầy Minh Tuệ là phải có những lời hay ý đẹp. Sống là phải tình người nhá, phải hoan hỉ. Đấy. Đấy mới là fan hâm mộ của thầy Thích Minh Tuệ nhá. Chứ không phải là fan hâm mộ của thầy Thích Minh Tuệ mà thích đánh ai thì đánh nhá, thích chửi ai thì chửi đâu nhá, không có chuyện đấy đâu. Bởi vì thầy Minh Tuệ là bên tâm linh, đúng không cả nhà? Đấy. Thầy ấy là chỉ có làm những cái việc thiện thôi, việc thiện và thiện viện. Mà mình đang học là mình đang học cái thiện. Đấy, mình đang học cái tốt. Kêu là fan của thầy Thích Minh Tuệ, sau bắt đầu cứ mượn cái cớ đấy đi chửi hết người lọ, chửi người kia. Như thế cũng là không tốt, đúng cả nhà, như thế cũng là không tốt. Chào An Tường nhá. Em chào chị Nguyễn Hương, em cảm ơn cả nhà. Chào Quang Dương nhé. Đấy, con rung nổ đây. Mình lên tiếng có dám gì đâu. Rung nổ ấy, rung móm nhôm ấy. Kể cả Tần Nguyễn, kể cả ông Tần Nguyễn luôn. Kể cả Trang Mắm Tôm luôn. Kể cả vợ chồng nhà Linh Minh luôn. Kể cả Phan Phong luôn. Đấy. Mình ngại gì đâu cả nhà đâu, mình cũng chẳng ngại gì cả. Đúng không cả nhà?
Cái gì đúng mình cho là đúng, sai mình cho là sai. Quan điểm rất rõ ràng. Tất cả các anh trai, các chị gái ấn nút theo dõi kết bạn với em nhé. Để từ hôm nay cho đến hôm chị Hằng lên tiếng đính chính về cái việc của thầy, thì em sẽ, nếu như có cơ duyên nhá, nếu như có cơ duyên thì hôm này em sẽ vào Đại Nam. Nếu như có cơ duyên thì hôm này em sẽ trực tiếp vào Đại Nam. Em sẽ phát live stream truyền hình trực tiếp, hình ảnh đẹp nhất, nét nhất có thể, để chị Hằng phát biểu, nêu lên những các cái đính chính về việc của thầy nhá. Đấy, đấy là em ước mơ như vậy thôi. Không biết là em có đến được hay không. Nó chỉ là 50-50 thôi. Nhưng mà em sẽ cố gắng. 20 tháng 10 đúng rồi. Tức là em sẽ cố gắng hết sức có thể nhá. Đấy. Em sẽ cố gắng hết sức có thể. Đấy, đi được là cái điều mong muốn nhất. Đấy là đi được. Thế còn không đi được thì cũng phải chịu. Em cảm ơn cả nhà. Tất cả các anh trai, các chị gái nhớ nhá, kết bạn, ấn theo dõi em. Và em là em cứ ủng hộ cả thầy, ủng hộ cả chị. Em ủng hộ cả hai người. Quan điểm rất rõ ràng luôn. Đấy. Hai người là hai trường phái khác nhau. Đấy, mình phải biết bóc tách. Hai người, hai trường phái khác nhau. Đấy. Thầy Minh Tuệ là để mình học tập. Tức là mình là người học tập thầy Minh Tuệ. Đấy. Thế còn chị Hằng là mình muốn lan tỏa để cho những cái lời động viên chị ấy, để chị ấy làm những cái việc tốt cho giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đúng không? Hai người nó khác nhau hoàn toàn. Đấy. Thầy Minh Tuệ là mình chỉ học tập thôi, đúng không? Bởi vì mình học những cái tốt mà. Đấy. Mình hạn chế nói tục, chửi bậy, lăng mạ, xúc phạm, gây sự, đánh nhau các kiểu trên đời. Đấy, mình học được của thầy Minh Tuệ nhiều cái nói với cả nhà nó là vô giá, đúng không? Đấy, nó phải có cái điểm mạnh của nó. Thế còn chị Hằng ấy thì mình lan tỏa những cái tích cực để làm sao ạ? Thì chị ấy chỉ cần lời động viên thôi, chị ấy cần cái gì đâu, đúng không? Đấy, thì chị ấy giúp đỡ rất nhiều người cần đến chị Hằng. Nếu mình không cần đến chị Hằng nhưng người khác sẽ cần. Tức là mình phải nắm được cái điều đấy, đúng không? Mình không giúp được, không làm được nhưng đừng phá hoại. Nhớ là không phá hoại, thế thôi. Đúng rồi đấy, đúng rồi, An Tường, đúng rồi. Em cảm ơn cả nhà. Tất cả các anh trai, các chị gái nhá, kết bạn, ấn cái nút theo dõi ấy, ấn nút theo dõi em. Để nếu như hôm nay mà có cơ duyên ấy, 20 tháng 10 ấy, mà em mà đi được đến Đại Nam ấy, thì em sẽ phát live stream cho cả nhà. Đấy, nếu như nhá, nếu như. Đấy, còn nếu em mà không đi được thì thôi. Còn nếu đi được thì em cố gắng hết sức có thể. Đấy, hôm ý là sạc pin đầy, mạng khỏe. Đấy, tìm một cái góc nào nét nhất, đẹp nhất có thể em live stream. Và em cảm ơn cả nhà nhé. Chào Nguyễn Thị Phụng ạ. Chào Song Vũ ạ. Chào Nguyễn Sĩ ạ. Rồi, em Bùi Trung Hiếu thay mặt gia đình xin cầu chúc cho tất cả các anh, các chị, các bạn, các em, các cháu ở trong nước và ngoài nước có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc nhá, cả nhà yêu nhá. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Em cảm ơn cả nhà nhá. Em cảm ơn cả nhà. Những ai mà yêu quý em thì theo dõi kết bạn nhá. Đấy, thì để trong những cái lúc nóng bỏng này em sẽ truyền tải những cái gì tốt đẹp nhất, tích cực nhất có thể nhá. Đấy. Sống không bảo thủ cả nhà. Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Và em bye bye cả nhà nhá. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.